Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trade Apex. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi chủ đề về Daily Look nhận định thị trường coin ngày 18 tháng 4 năm 2022. Rồi, và đứng đầu trong danh sách thì không thể nào mà không kể đến cái ông Bitcoin như này. Hiện tại thì nhận định chung của chúng ta vẫn là đang cho rằng đây là cái key level cuối cùng của thị trường. Nó sẽ tương ứng với lại cấu trúc là ABC và key level đã bị phá rồi. Thị trường quay lại đây, thị trường retest lại cái vùng này và thị trường lại cắm xuống. Sau đó nếu mà với quan điểm cá nhân của mình, nếu mà người bán vẫn còn rất nhiều trên thị trường thì tại vùng này họ sẽ phải giữ được cái lệnh này tại đây. Nhưng mà thêm có một cái đỉnh thấp hơn như thế này thì lanh quanh vẽ được một cái ô như này đấy, thì tại đây sẽ là một cái kiểu như là một cái vùng cản cuối cùng của thị trường coin vậy. Và thị trường thì mình thấy nó thủng lên nên tại đây mình đang mong chờ một cái vùng hồi để tiếp tục là thị trường tăng trưởng thẳng, và bên giữa này mình vẫn giữ quan điểm là không hề có bất kỳ những cái vùng cản nào nằm bên giữa nữa nha. Sau khi cái vùng hồi này thành công thì sẽ di chuyển thẳng lên 70.000. Thì đây là mình vừa tóm tắt cái nhận định thị trường từ những tuần trước. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thêm về chi tiết. Việc chúng ta mong chờ một vùng hồi nhưng chúng ta lại không ngờ là thị trường hồi sâu đến như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra đầu tiên là chúng ta có còn gọi đây là vùng hồi hay không? Thì mình vẫn tin rằng đây là vùng hồi nha, đây là thị trường vẫn hồi lại thôi. Dù cho thị trường có phá cái vùng này vượt xuống tới đây tí xíu, này tới 36 37.000, dù cho nó di chuyển như vậy thì mình vẫn gọi đây là vùng hồi. Và mình sẽ tiếp tục mua lên. Sau khi xem xét dữ kiện về volume bằng cách là mình xuất cái file dữ kiện này ra nè, đấy xuất về volume ra thì mình tìm được hai yếu tố là tại vùng 41 sẽ là tập trung một lượng ít người thôi nè các bạn. Cái kích thước mà mình vẽ cái đường này nó ngắn ở đây, còn ở này thì mình vẽ dài. Thì cái đường thì cái vùng 39.000 này thì mình thấy là đại đa số họ tập trung ở đây là nhiều hơn. Thị trường hôm nay đã tiến về vùng 39.000 này và cái phản ứng đầu tiên của thị trường là chưa có cái nến nào được gọi là nến tăng cả. Chưa có cái nến nào gọi là nến tăng cả. Sau khi tiếp cận vùng này thì volume có tăng trưởng lên một xíu và gần như đạt cái mốc trung bình của cả vùng hồi này. Hiện tại vùng hồi này đang có cái mốc trung bình như này. Vậy thì nếu volume tăng trưởng như thế này thì mình rất là tự tin về việc gọi đây là vùng hồi và mình sẽ bắt đầu tiến hành mình dò đỉnh. Ô quanh dò đáy. Nếu xét về cấu trúc Elliott, nếu chúng ta phải label nó để chúng ta cùng label lại từ đầu nha. H1 này. Rồi, ở đây nhìn có vẻ là rất nhiều mảnh đúng không? Đây cũng rất nhiều mảnh đúng không? Rồi tăng lên dần dần nha. Các bạn đừng nên lấy H4 filter lên nha. Nếu mà chính xác nhất thì luôn luôn bắt đầu bằng H1. Ví dụ như các bạn H1 xuống M15 nữa càng tốt. Xuống M15 nữa càng tốt. Này là vấn đề về nến. À, không phải cái này. Chúng ta dùng cái này. Đây H1 này. Thậm chí là dùng M15 cũng được. Xuống M15. Rồi từ M15 chúng ta filter lên thì MACD nó sẽ đạt được cái tính chính xác cao nhất. Các bạn sẽ thấy là những cái mảnh này bắt đầu nó nhập vào nhau thì nó sẽ hiện ra cái cấu trúc lớn nhất. Thường chúng ta làm sẽ là làm ngược lại, chẳng hạn như lên cao nhất nè, lên cao hơn nữa, lên cho đến khi nào còn có một mảnh thì thôi, một mảnh ba mảnh thì thôi. Rồi thị trường đang làm là một hai ba mảnh nha, kiểm tra này lại xíu. 8, ở đây xuất hiện một mảnh giữa, xuất hiện một mảnh giữa, vậy là 1, 2, 3, 4, 5. Kiểm tra lại xem điều này đúng hay không. Hiện tại thì kết quả trả về đây không là, ở đây không phải là cấu trúc lớn của thị trường nha. Vậy thì chúng ta sẽ label như thế này là hoàn toàn chính xác rồi. Màu xanh sẽ được đặt lên trên. Vậy thì nếu thị trường di chuyển đúng với sách giáo khoa, tức là toàn bộ cấu trúc đều được thể hiện trước khi nó di chuyển, thì chúng ta đang trong là 1, 2, 3. Thị trường lại tiếp tục hồi và lại tiếp tục cắm xuống, chứ chưa xuất phát ngay được. Đây là trong sách giáo khoa nói nha. Vậy thì chúng ta cùng đánh dấu lại là chúng ta đang ở ngay cái sóng số 3 màu xanh. Và nếu thị trường có tăng trưởng thì cũng đừng vội mừng, vì chúng ta vẫn còn một cấu trúc cần phải vượt qua nữa. Và cấu trúc này sẽ bị loại bỏ nếu thị trường tăng trưởng và tăng trưởng cao lên trên này. Vậy thì đến thời điểm này, để kết luận thị trường mà tăng trưởng thẳng hay chưa,
thì không thể. Nếu mà thị trường hồi lại thì chúng ta cũng chưa làm được điều đó mà tiếp tục nhận định thị trường sẽ cắm xuống một lần nữa mới hoàn thành cấu trúc, từ đó mới tăng trưởng lên được. Vậy thì khá là bất lợi đối với phân tích kỹ thuật nhìn lên. Trong xu hướng xuống này, khi các bạn nhìn này, đánh dấu nha. 1 2 1 xu hướng xuống bắt đầu, sau đó vượt lên trên là xu hướng kết thúc. Đây nè. Vượt xuống rồi xu hướng xuống bắt đầu, vượt lên trên, xu hướng xuống kết thúc, nhường chỗ là cho xu hướng tăng. Xu hướng tăng tăng xong cắm xuống thì xu hướng tăng kết thúc, nhường chỗ là cho xu hướng xuống. Và cứ như vậy, xu hướng xuống vượt lên trên, xu hướng xuống kết thúc, nhường chỗ lại cho xu hướng tăng hình thành, và chúng ta vượt xuống một lần nữa. Vậy thì chúng ta đang dò xem đây có phải là hiện tượng năm sóng hay không. Và nếu là năm sóng thì đây phải là sóng 4, đây là sóng 2. Và số 4 này sẽ lớn hơn số 2. Hiện tại nhìn về kích thước thì chúng ta đang thấy khá là rõ là số 4 này nó đang to hơn số 2 này nha. Kiểm tra lại xíu coi. Chúng ta xuống M15 cho chính xác nha. Rồi, tới đây là đã đủ kết luận rồi. Những cái vùng nhỏ nhỏ như thế này khi chúng ta càng lên cao thì nó sẽ mất. Còn vùng này so với vùng này nó sẽ lớn hơn. Vậy thì đây chính xác là số 4. Vậy là mình label đúng từ tuần trước rồi. Chúng ta không có sự thay đổi về tuần này. 1, 2, 3, 4, 5. Điều này, nếu số 4 không lớn hơn số 2, tức là chúng ta đang có 1, 2, 3 nằm đây. Và chúng ta sẽ dự đoán số 4 lại từ đầu. Và chúng ta không biết được là số 4 này thuộc số 4 nào. Cái đó là khó nếu chúng ta thấy số 4 nhỏ hơn số 2. Vậy tại đây chúng ta có cơ sở về việc là sóng màu xanh lá cây. Thôi thì màu xanh lá cây nó nên đổi màu không ta? Đổi sang màu đỏ đi. Sóng màu đỏ có một cái tín hiệu đầu tiên về việc thị trường đã hoàn thành năm sóng. Vậy nếu trong ngày hôm nay các bạn thấy có hiện tượng đột biến về volume, không cần phải là gấp đôi gấp ba gì hết mà lanh quanh vùng này, tức là đối với nến H4 mình đang sử dụng dữ kiện của Binance coi như là một cái phương pháp gọi là tương đối chính xác, không phải là chính xác 100% nha, vì volume rất khó để thống kê trên toàn bộ thị trường. Đây là chúng ta dùng cái sàn tập trung để chúng ta so cái volume thôi, còn rất nhiều sàn và cả phi tập trung nữa. Ê, bấm nhầm rồi. Rồi, vậy thì thị trường tại đây chúng ta có cơ sở về việc thị trường sắp hồi lại và lần hồi này có thể tiến về khoảng 42 đến 43 nghìn này trước khi sập xuống một lần nữa. Lần sập này thì mình mới là sợ này. Lần này mình mới sợ này. Đấy, lần sập này mình mới sợ. Mình không sợ lần sập này. Vì quan điểm của mình là thị trường luôn luôn cần vùng hồi. Và khi ổn định tới đây, vùng hồi được thiết lập, chúng ta sẽ phải xả hàng ra. Đối với cái trade xuống dưới này, chúng ta phải bắt buộc xả hàng ra. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái bài toán khá là rủi ro, đó chính là tới đáy này chúng ta mua lại. Hoặc là thị trường nó bơm mất tiêu rồi, nó hồi lại thì chúng ta mới có điểm chúng ta mua vào. Chứ nếu ở đây mà các bạn không xả hàng thì nó đang nằm ở ngay một cái cấu trúc hai chiều, đó chính là nó xuống đây nó lên cũng được, hoặc là nó xuống thẳng cũng được. Nó nằm ngay cấu trúc như này rất là khó. Vì vậy tới đây là chúng ta buộc phải xả hàng nha. Và rủi ro sẽ nghiêng về phía cho người mua. Đến thời điểm hiện tại thì mình đoán trong tuần này Bitcoin sẽ dừng lại tại vị trí này và tiếp tục hồi khá là sâu lên đây. Trước mắt là chúng ta phải trải qua cái cấu trúc này đã. Và thậm chí nếu cái này nó sập thì chúng ta có thể đón nhận một cái lần retest lại cái đáy này luôn, khoảng 30 đến 32.000 đấy. Trong cái vùng nhỏ này xuống H1 xem. H1 thì các bạn sẽ thấy là thị trường nó lang thang xuống như này xíu nữa này. Đấy, thị trường sẽ lang thang xuống này như này xíu nữa. Sau đó sẽ có một lực mua và đẩy thị trường lên trên này. Và sau đó chúng ta sẽ phải xem xét xem liệu rằng nếu nó bò lên một cách chậm chạp thì buộc phải xả hàng. Còn nếu mà nó di chuyển theo kiểu này, di chuyển theo cái kiểu rất là Bitcoin luôn. Đấy, rất là Bitcoin luôn, một phát một lên trên này luôn, nằm trên này, thì chúng ta sẽ giữ nguyên toàn bộ lệnh trên này. Vậy thì tuần này đối với những cái bạn mà kỹ năng thấp thì mình buộc các bạn là phải chờ cái vùng kia level các bạn mới có thể mua được. Còn những bạn kỹ năng cao và những bạn đánh spot DCA thì có thể là dựa vào volume để có tiến để có thể tiến hành DCA tại cái vùng này, và mọi stop loss của bạn đều nằm sát đây thôi nha, đừng có đặt stop loss xa. Đây thì mình bản thân mình sẽ cũng mua một ít tại vùng này.
mình canh thêm một lần một hai ba vùng đại một một hai cái đấy nữa, thì lúc đó chỉ cần volume có sự đột biến ở M15 đến MH1 thôi thì mình sẽ tiến hành là mình vào lệnh. Ở đây có sự đột biến đầu tiên này đấy, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu canh lại vùng đáy này. Nếu thị trường xuống dưới đáy này và có volume đột biến nữa thì bạn sẽ mua lên. Còn bạn muốn biết tại muốn biết cái hình dạng của breakout trông nó như thế nào không? Đây là hình dạng của breakout nè các bạn. Thật ra các bạn nhìn rất là nhiều rồi. Thị trường luôn luôn tiếp cận một cái đáy nào có volume lớn, sau đó thay vì nó tâm thẳng qua thì nó sẽ tiếp cận ở đây. Đấy. Và nó bắt đầu hồi tại vùng đáy, nó làm một vùng hồi ngay đáy đó rồi nó sẽ tắm tiếp. Đấy, đây có một cái volume tiếp này. Thì nó sẽ cắm xuống nhưng nó không di chuyển xuống ngay mà nó lại tiếp tục nó làm một vùng hồi. Thì cái hành vi này nó được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong quá khứ. Và chúng ta dùng cả dữ kiện Bitcoin chứ chưa cần dùng dữ kiện của Forex để chúng ta nói. Tại cái vùng đáy này, nếu thị trường muốn di chuyển nó sẽ cắm xuống và nó sideways trước khi nó tiếp tục cắm xuống tiếp. Đấy, cái hành vi của nó là như vậy. Vậy nếu hôm nay mà bạn thấy thị trường liên tục tạo thêm một hai đáy nữa mà có volume lớn thì cứ tự tin mà mua. Còn nếu thấy thị trường mà hồi lại như thế này, hồi lại như thế này, đấy, hồi lại nha, không có volume lớn mà nó hồi lại như thế này thì đừng vội mua nha, cứ để nó cắm xuống. Thì khi đó chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 có key level, chúng ta sẽ kiếm lệnh chúng ta mua sau. Đừng có giờ đấy, đấy chính là hai phương pháp để các bạn có thể vào. Rồi, tổng quan về thị trường ETH. Hiện tại ETH chúng ta đang mong chờ một lần cắm xuống nữa, thì điều này đã xuất hiện. Đối với riêng thị trường ETH là một trong những cặp mà có cấu trúc rõ ràng nhất đối với xu hướng xuống hoàn thành năm sóng. Chúng ta cùng đánh dấu thị trường như sau: 1, 2, 3, 4, 5. Đây, một vài cặp có cấu trúc như thế này thôi nha. Đây vừa đủ năm sóng này. Đối với những bạn muốn mua lên thì vui lòng sử dụng cái key level ở mốc 3145 này để làm key level, chúng ta sẽ tìm lệnh mua lên. Binance tương tự, Binance có cái cấu trúc về việc là năm sóng khá là rõ ràng. Bạn nào muốn mua lên thì key level ở Binance hơi xa nha. Polkadot có key level nhưng không phải đến từ năm sóng mà đến từ ba sóng thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Vì giá trị sử dụng của nó sẽ thấp hơn hai ông vừa rồi một xíu nhưng không phải là không dùng được. Vậy thì thị trường chúng ta đang mong chờ thị trường giá xuống thành công ở tuần trước. Không biết bạn nào bắt được future những thị trường cơ bản như thế này không? Matic thì chúng ta đang đón nhận cái việc hồi những cái cặp khác, nó hồi một chút thôi thì ông này ông hồi quá trời nhiều luôn. Và sau khi dò xét về volume thì mình không thấy bất kỳ cái volume nào tập trung ở đây cả. Kỳ trước mình đưa cho các bạn số bao nhiêu nha. Những tít dưới này phải. Bên dưới này mình nhớ này, 0 chấm dưới này nè, chứ đây mình không thấy cái volume nào để hỗ trợ hết. Vì vậy tỷ lệ cao là mình sẽ thấy thị trường tiếp tục cắm xuống phá đáy này. Nếu bạn nào muốn mua thì sẽ tìm những cái lệnh bên dưới này và chúng ta sẽ cập nhật thêm. Vì vậy nó sẽ tự phủ định cái việc mà chúng ta gọi đây là sóng 4 nha. Vì hôm trước chúng ta gọi đây là sóng 4, đây là sóng 5. Đỏ mới đúng. Sóng 4, đây là sóng 5. Thì nó nằm trong một cái mẫu hình là 1 2 3 4 5 với cái nhận định rằng đây là sóng cụt. Vậy thì những người đi theo sóng cụt tại đây thì bắt đầu cuộn luôn rồi. Tức là nhận định sai rồi nha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển cái thị trường qua đây 1 2 3 4. Nếu đánh dấu lại thì nên gọi đây là đúng. Ở đây sẽ là key level lớn nhất của thị trường. Đối với những bạn chưa có lệnh hoặc là tin tưởng vào cái mạng lưới Polygon này, Matic này, thì giá 1.7 sẽ là một cái giá tuyệt vời để bạn bắt đầu vào lệnh và hold dài hạn. Hold dài hạn nếu bạn không thích kiểu dò đáy. Dò đáy làm chi cho nó mệt ta. Cứ đặt cái lệnh mua ở đây, nếu tới nó khớp. Rồi nha, 1, 2, 3, 4. Ok. Vậy thì mỗi Polygon có, à không, ETH có key level lớn này. ETH chưa có key level lớn, ETH chỉ có key level của vùng hồi thôi. Binance thì có key level lớn này và có cả key level vùng hồi. Vậy về cấu trúc, hiện tại thì Binance là đẹp nhất. Matic thì có cấu trúc hơi xa, nhưng mà cái mức độ hoàn hảo của nó thì cao. Key level nằm trên này. Đây là key level lớn nhất của thị trường nha.
Ada sẽ tiếp tục cắm xuống hôm nay nha các bạn. Mình không thấy cái động lực nào cho Ada có thể hồi lên cả. Hôm nay mình thấy Ada sẽ tiếp tục cắm xuống tới vùng đáy này. Mình đang thấy ở vùng 0.8 này là vùng volume nhiều nhất này. Vậy thay vì các bạn canh vào cái level này thì các bạn có thể dò đáy thông qua việc là nó sẽ xuống như thế này. Chúng ta sẽ đổi toàn bộ cấu trúc lại. Và hiện tại kỳ trước chúng ta nhận định được rằng đây là cấu trúc lớn nhất của thị trường, hay gọi là key level lớn nhất của thị trường, thì hôm nay không còn nữa, mà key level lớn nhất của thị trường là lại bắt đầu xuất hiện. Và các bạn để ý một cái hiện tượng là mỗi lần chúng ta thấy thị trường giá xuống, key level được tạo ra và thị trường mà nó sắp sửa đảo chiều luôn luôn có cái key level nằm sát với lại cái đáy nhất. Nếu thị trường như thế này, đây, key level rất là xa. Đây, nhìn đo thử nha, hãy nói theo cái việc là bip thôi. Ở đây là 0,9 đô đấy, thì chúng ta sẽ gọi là khoảng 0,9 đô đi. Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái key level mới và nó nằm gần đáy hơn khoảng 500 pip. Và cứ như vậy, mỗi lần mà key level lớn nhất của thị trường, nhớ cái kỹ, nhớ kỹ cái từ lớn nhất của thị trường nha, nó được dời 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 xuống thì cái biên độ nó được thu hẹp lại và tự động các bạn sẽ thấy cái biên độ dao động của xu hướng xuống nó bắt đầu co lại. Thì lúc đó chúng ta có khái niệm là mất đi động lực. Và mất đi chỉ là một trong những công cụ để xem xét cái hiện tượng mất đi động lực thôi, chứ không phải là công cụ duy nhất các bạn nhớ nha. Đây cũng là một cái mẹo để cho các bạn có thể sử dụng. Hiện tại các bạn đang sử dụng một phần nhỏ của vấn đề thôi, đó chính là mất đi. Rồi, Nia, anh Nia thì quá mạnh rồi. Nia thì bạn nào muốn đi CA thì đi CA thì mình thấy là Nia nên có một lần sập xuống dưới này nữa, loanh quanh đây khoảng 13, 13.6 này cho đến 14 nè các bạn mua được. Còn đối với những bạn mà đánh future thì hiện tại chưa có lệnh ngoài cái việc đây là đỉnh, đây là key level. Nia là một cặp có tỷ lệ thắng cao nha, cộng đồng Nia đang phát triển mạnh, mạng lưới này đang được rót vốn rất là nhiều vì tính ứng dụng của nó bắt đầu đã trải dài rồi. Chừng nào ông đọt của tôi mới được giống này trời, âm lâu quá mình đã âm đọt nha các bạn. Polkadot, Luna, hiện tượng mấy cặp này thì chưa có cấu trúc nào để vào hết. Bitcoin Dominant, Bitcoin Dominant có cái hiện tượng phục hồi lại một xíu nhưng mình vẫn giữ nguyên quan điểm và giữ nguyên lập trường luôn. Tỷ lệ rất cao là nó sẽ tiếp tục cắm xuống. Vậy nếu mà Bitcoin tăng trưởng thì đây vẫn là mùa altcoin và dòng vốn sẽ đổ vào altcoin nhiều hơn. Vì quan điểm cá nhân của mình đã nói trong những cái phần trước thì tính ứng dụng của altcoin, thị trường blockchain nói chung và altcoin nói riêng, thì cái altcoin nó tính ứng dụng nhiều hơn, còn Bitcoin này mình thấy cái tính ứng dụng nó rất là thấp. Nên trong tương lai thì dòng vốn sẽ được sang đều ra và Bitcoin sẽ dần dần giảm xuống. Đó là về phân tích cơ bản, nhìn nhận một cách nôm na là như vậy. Về phân tích kỹ thuật thì rất rõ, chúng ta đã nói từ những ngày 24 tháng 2 năm 2022 rồi. Chúng ta đã thấy cái cặp này di chuyển như thế nào rồi. Và thị trường đã phá key level rồi. Xóa bớt đi nha, chờ đợi nhức mắt. Đây. Vậy tiếp tục thị trường sẽ cắm xuống, trong đó thị trường đang cắm rồi và tốc độ của nó có một chút nào đó là tăng trưởng. Các bạn nhìn kỹ ở đây sẽ thấy, đây, ở đây mình vẽ rồi này. Thấy chưa? Cái xu hướng xuống có sự gia tăng về tốc độ cắm xuống. Còn ở đây thì chúng ta vẽ tới đây thôi, vì đây là ABC của xu hướng tăng. Avast à? Ok, Avast. Và thì hiện tại mình chưa thấy bất kỳ cái cấu trúc tăng nào cả, mà mình thấy thị trường vẫn đang có cái lượng người bán đông đảo lắm. Đối với Avast, những ngày vừa rồi thị trường đã điều chỉnh khá sâu với một cái tốc độ khá nhanh. Trong một cái khung như này, chúng ta có cấu trúc để nhận định giá lên. Có chứ không phải là không, mình có khả năng vẽ cho các bạn. Nhưng mình không muốn vẽ cái điều này. Vì nó nằm ở một cái việc là nếu chúng ta trade cấu trúc đó thì tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ thấp. Vì vậy mình sẽ hướng các bạn đến cái việc là chúng ta sử dụng cái key level này hơn. Vậy thì thị trường này chỉ dành cho các bạn future thôi nhé. Các bạn future thì các bạn mới vào lệnh được. Còn đối với những bạn mà đánh spot mà muốn đi chơi thì mình chưa nghĩ, mình không nghĩ rằng đây là một cái đáy. Mình sẽ thấy thị trường tiếp tục di chuyển xuống nữa thì chúng ta mới đi CA được. Còn những bạn future sẽ vẽ cái vùng này, và nếu thị trường phá đỉnh này, phá key level này thì chúng ta được phép sử dụng cái thị trường future. Chúng ta đánh trên thị trường future.
Ok, và đây sẽ là nhận định thị trường crypto. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục kỳ sau.